chào mừng các bác đã quay trở lại với kênh của Hỏi Vãi nha. Địa chỉ cửa hàng tại 165 đường Giải Phóng, thị trấn Phước An, huyện Cờ Đông Bách, tỉnh Đắk Lắk. Tiếp xin giới thiệu các bác một mẫu máy cưa xích Echo đời mới, đẹp xuất sắc luôn, hàng vãi nha. Con này như bãi thùng luôn, xích em gắn cả xích mới luôn cho các bác đây. Đó, rất đẹp luôn nha. Con này thì là dòng siêu mini, nặng tầm khoảng 3 kg thôi nha các bác. Đó. Đây, mã số máy này là 550 39659. Đó, Echo Made in Japan. Đó. Echo ECS 300T nha các bác. Rất gọn nhẹ và đời này là bình xăng nằm sau nhé. Đó, nắp xăng, nắp đổ xăng pha nhớt và nắp đổ nhớt bô chân xích. Đó, máy đẹp xuất sắc như mới luôn. Khóa xích có luôn nhé. Đó, khóa xích còn ngon luôn. Đó, tất cả đều full zin hết, đẹp như mới luôn. Đó, con này thì hàng sưu tầm, hàng đẹp, lựa tuyển chọn kỹ các bác luôn nhá. Đời này là có giật trợ lực luôn. Đó, máy đẹp như mới luôn này. Xem lọc gió đồ mới keng sà beng. Mới keng nhá. Chưa gắn lọc gió cho các bác luôn. Lọc gió chắc thợ nó rửa nó chưa bỏ vào. Quá mới luôn. Bạn nào chốt cây này thì liên hệ trực tiếp qua số điện thoại giúp em nhá. Con này thì nó chuyên cắt cành, tỉa cành thôi nhá. Đó, nó chuyên cắt nhánh cành, tỉa cành thôi. Đó, chứ không khai thác và không cắt cây lớn được. Bởi vì lam của nó ngắn này, lam của nó là dài được có 25 phân, tổng là dài 30 phân, là trừ chân ốc ra là còn được 25 phân nhá các bác. Đẹp như mới luôn. Cầm rất là gọn nhẹ và mình cầm một tay sử dụng luôn nhá. Cầm một tay sử dụng luôn. Bác nào mà cắt trên cành cây ấy thì xài con này là vi vu luôn, rất là nhẹ, cầm cả ngày không mỏi tay luôn. Đó, chuyên cắt nhánh cây. Anh em nào mà có cây cưa lớn rồi thì mình làm con này về xài cắt cành cực kỳ ok luôn nhá. Đó, con này thì em là hàng đời mới là một này, và em đã gắn cả xích mới và tặng kèm đầy đủ phụ kiện cho các bác và bao ship luôn, với giá là 2.500.000 nha các bác. Bác nào chốt thì liên hệ trực tiếp qua số điện thoại 0345050299. Đó, hàng xịn. Giá thì không có giá rẻ được nha bác. Em đảm bảo các bác thì giá nó không có rẻ được bao nhiêu hết. Nếu mà hàng mà đời cũ hơn thì nó cũng có tầm 2.3 triệu rồi. Con này thì em gắn cả xích mới và bao ship tận nhà và tặng kèm đầy đủ phụ kiện cho bác luôn, và giá 2.500.000 không bớt được nha các bác. Nó nào chốt thì liên hệ tiếp qua số điện thoại giúp em. Máy chất lượng thì anh em khỏi phải suy nghĩ luôn nhá. Đẹp như máy thùng luôn, thiếu mỗi cái thùng thôi. Đó, và rất ít khi gặp những con đẹp như này, nên là anh em nào chốt thì liên hệ qua số điện thoại giúp em nhá. Đó, bồ em nhìn bồ chưa có đen tí nào luôn nhá. Trắng phau zin hết, từ cái núm xăng này cũng zin luôn nhá. Cái núm xăng zin nó sẽ mềm hơn núm xăng lâu. Đó, rồi xin kết thúc video tại đây.